Nhờ sự trợ giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát, hôm nay tôi xin phóng sanh 3 kg cá thòi lòi trở về với khu rừng đước này ạ. Thì nơi đây rất là thích hợp để giải phóng những chú cá thòi lòi. Thả ở đây thì những chú cá thòi lòi sẽ đi vô những cái lán ở trong khu rừng này. Dạ rồi, cá thòi lòi đang bơi về đó. Đang bơi vào rừng. Rồi, Honey lên thuyền đi con. Cá thòi lòi xuống nước rất là khỏe, lẫn trốn liền. Dạ rồi, sau khi giải cứu xong cá thòi lòi, bây giờ tụi con sẽ đi giải cứu cá ở trong đăng chuồng ạ. Tiếp tục lên đường. Happy no. Tới giờ đi rồi, không thôi không kịp. Thời gian. Từ từ, lần sau mốt mình đi mình khám phá sao nha. Thôi đi. Lên. Cái đăng ở đâu vậy bạn? Ok.